thân ái mến chào tất cả các em đang theo dõi trên người Việt TV hôm nay trong giờ tìm hiểu tục ngữ ca dao của chương trình học Việt ngữ giữ cội nguồn cô Nguyên Thập à, như mọi lần cô Nguyên Thập sẽ cùng với các em chúng ta tìm hiểu hai câu tục ngữ và một câu ca dao nha hai câu tục ngữ của chúng ta hôm nay là câu miệng ăn núi lở và câu thứ hai là như việc nghe sấm à, còn câu ca dao của chúng ta hôm nay là câu lên non mới biết non cao nuôi con mới biết công lao mẹ hiền à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu thứ nhất của chúng ta nha miệng ăn núi lở trong câu này các em có thấy có chữ nào khó không nè miệng ăn ừ miệng thì các em biết rồi ăn thì biết rồi núi lở núi các em cũng biết luôn nhưng mà lở là sao các em lở là cái gì nó bị vỡ ra nó bị bệ, cũng như các em thấy rằng dạo này ở mỗi lần mà trời mưa to đó cái núi hay bị lở ra nó hay rớt đá xuống thì kêu là núi lở nhưng mà nếu mình nói cái câu tục ngữ của mình hôm nay nó hơi khó hiểu phải không các em? Tại sao miệng ăn mà núi lại lở? Nghĩa đen của nó là nói miệng ăn núi lở. Nhưng mà nếu mà nói ra nghĩa đen nó chả có nghĩa gì hết trơn. Tự nhiên mình ăn cái núi nó lở vậy là sao? Sự thực cái câu tục ngữ của chúng ta nó có đó là uh, có một cái chuyện cổ tích là ông nhà giàu kìa. Ông giàu lắm ông có rất là nhiều tiền người ta nói tiền bạc của ông hồi xưa thì là bạc thôi phải không họ chất lên giống như là một cái núi đó rồi khi mà ông chết thì ông để lại cho các con các con ông chẳng ai làm ăn gì hết ai cũng ăn xài hết thế là chẳng bao lâu cái số tiền của ông mới để lại hết thì từ đó người ta mới nói rằng miệng ăn núi lở tức là ý nói con của các ông của ông Phú Hộ đó Không có làm ăn gì hết Chỉ có không có đi làm Mà chỉ có ăn thôi Ăn hết tiền của bố mẹ để lại Thành thực ra đến lúc mà Cũng như cái núi xếp tiền thành cái giống như cái núi bạc á Mà cũng hết Thì từ đó mới có cái câu là Miệng ăn núi lở Thành thực ra nghĩa đen thì Chúng ta chả thấy gì hết Nhưng mà nghĩa bóng của nó ý là sao Ý là nếu mà chúng ta không làm việc gì không làm việc gì hết thì tiền của bố mẹ ông cha để lại bao nhiêu thì cũng hết trái lại cái câu này các em thấy chúng ta có cái câu này mà trái nghĩa cái câu này là câu gì các em lúc trước chúng ta cũng có học cái câu ca dao đối lại với câu nghĩa này cái nghĩa này giống như là mình không làm gì hết mình chỉ có ăn thôi thì bao nhiêu cũng hết thì chúng ta có một câu khác trái ngược với cái này là cái câu gì nè em nào nhớ em nào biết, câu kiến tha lâu đầy tổ đó các em. Ví dụ như kiến tha lâu đầy tổ thì là nó ngược lại với cái nghĩa là miệng ăn núi lở, miệng ăn núi lở là mình không làm thì hết, mình ăn thì bao nhiêu cũng hết. Nhưng mà kiến tha lâu đầy tổ, ví dụ như cái tổ chưa có cái gì hết, nhưng mà kiến nó tha mãi thì cũng đầy tổ. Thành được hai câu đó trái ngược với nhau. Cái câu này nhưng mà nghĩa bóng của nó, người ta nói cái gì, nghĩa bóng của nó cho chúng ta thấy rằng, ồ, oh, uh, chúng ta phải nên cố gắng chăm chỉ làm việc chứ đừng có ý y, đừng có nghĩ rằng uh, tiền của bố mẹ để lại rồi uh, chúng ta không phải làm gì hết, chúng ta chỉ có ăn thôi. thì nhiều khi chưa hết đời chúng ta đã hết cái để ăn rồi. đó là ý nói chúng ta phải chăm chỉ làm việc nha. Uh, giống như bây giờ các em biết rằng mình còn ở nhà mình còn bé mình ở nhà bố mẹ nuôi mình bố mẹ cũng phải đi làm phải không? Với có tiền để nuôi mình chứ. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi mình phải có trách nhiệm, trách nhiệm đối với xã hội. Mình sống ở xã hội, mình biết rằng mình được sử dụng tất cả những khoa học kỹ thuật mà à, mọi người khác làm phục vụ mình thì mình cũng ít nhất mình cũng phải làm một cái gì đó để phục vụ lại xã hội. Thành từ câu này chúng ta chỉ để cho chúng ta biết rằng cuộc sống ở trong uh, uh, trong cuộc đời này trong sự sống ngoài mình sống vì mọi người mọi người vì mình thì mình phải nên làm cái gì đó để giúp đỡ xã hội bây giờ chúng ta sẽ qua câu thứ hai của chúng ta nha câu uh, tục ngữ thứ hai của chúng ta là câu như vịt nghe sấm, các em biết rồi đó trong câu này có chữ nào khó không nè như vịt nghe sấm. các em biết con vịt rồi phải không vịt là nó cũng là một loại da cầm con vịt đây thì nó mỏ dẹp nó cũng giống như cùng giống với con các em sẽ thấy con ngan, con thiên nga nó cũng là một loài lông vũ nhưng mà là nó có thể sống ở dưới nước Hành thủy chân nó có những cái màng để nó đi xuống dưới nước, nó đạp dưới nước, nó bơi ở dưới nước. Chứ như con gà cũng là da cầm, nhưng mà con gà nó chỉ có ở trên đất liền thôi, chứ nó không có sống được ở dưới nước. À, rồi, nghe sấm, như vịt nghe sấm. Sấm là gì? Sấm là những tiếng va. Nó dò những cái uh, uh, sự... Uh, những cái âm thanh mở ra tại vì các em biết rằng mỗi lần trời mưa phải không mình nghe mình thấy chớp rồi mình nghe sấm đó là à, do những cái tia điện ở trên đó nó chạm lại với nhau mình sẽ thành tiếng sấm mà khi tia tia điện chạm lên thì các em sẽ thấy những những cái cái à, cái xét của nó sáng lên phải không đó là ở trên nhưng mà tại sao mình lại nói là như việc nghe sấm nè tại vì trong cái câu tục ngữ này hôm nay chúng ta học hai câu này nó giống như là câu thành ngữ nhiều hơn là tục ngữ tại vì chỉ cho chúng ta à, có sự so sánh cho biết vậy như vịt nghe sấm là sao chúng ta có thể biết rằng tiếng sấm rất là to phải không nhưng mà cái con vịt nó nghe tới tiếng sấm đó nó không có dịch mình giống như các em biết rằng các em bé mình đang ngủ hoặc là nghe như các em đi, đang ngủ mà nghe tiếng sấm các em sẽ giật mình liền. Nhưng mà con vịt nó không, nó nghe. Có một cái câu kế tiếp là vì tai vịt ủ như vịt nghe sấm. Tại vì à, giống như là à, người ta nói là có thể là vì con tai của con vịt nó không có thính. Thành thử nó nghe tiếng sấm to như vậy, nó cũng chẳng nghe thấy gì hết. Cái câu này nghĩa đen là như vậy là ví dụ như dù nghe tiếng sấm to con vịt nó cũng không nghe thấy gì hết thì tại vì nó cái thính giác của nó không có được tốt còn cái nghĩa bóng của nó là gì các em nghĩa bóng của nó ý nói rằng nhiều khi mình không người nói nhiều lần như là ví dụ bố mẹ dặn các em làm gì nói nhiều lần mà các em không có nghe ra các em không có nghe lời là giống như như vịt nghe sấm Các em không có hiểu Các em không chịu nghe lời bố mẹ Thì người ta nói là như vịt nghe sấm à, Như là ở nhà phải không Bố mẹ dặn là ở oh, Trước khi ăn phải rửa tay Hoặc là các em phải làm bài Trước khi các em coi tivi Hoặc là khi thức dậy các em phải dọn giường Rồi à, à, Hoặc là khi đi Thì các em phải à, Chào bố mẹ Đi thưa về trình Những lúc cũng như khi con về các em gặp bố mẹ thì phải nói ồ con chào bố mẹ con đã về hết ông bà ở nhà các em đi học về gặp ông bà các em phải chào nhiều khi bố mẹ dặn như vậy nhưng mà nhiều khi các em quên hoặc là tới giờ uh, sắp sửa đi học rồi các em chưa sửa soạn gì hết thì bố mẹ dặn hoài không nghe các em không nghe thì bố mẹ sẽ nói ồ nói nó nhiều quá mà nói nó y như vịt nghe sấm vậy là coi như các em không nghe lời đó là câu uh, tục ngữ thứ hai của chúng ta như việc nghe sớm. Vậy cho nên câu này nói gì? Các em phải nghe lời bố mẹ nha, đừng có nghe rồi xong rồi quên, cứ để cho bố mẹ nhắc hoài. Rồi, đó là chúng ta đã xong hai câu tục ngữ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu ca dao hôm nay của chúng ta nha. Câu ca dao của chúng ta hôm nay là lên non mới biết non cao. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Rồi câu này có chữ nào khó không nè? Lên non mới biết non cao. Các em biết non rồi phải không? Non là núi non đó, là ngọn núi thôi. Nhiều khi ngọn núi còn trẻ người ta cũng gọi là núi là non, là ví dụ như nó mới lập ra nó chưa có núi già là núi mọc rất là nhiều cây, nó lớn cao lớn thì người ta gọi núi thì núi già nhưng mà núi non thường thường là nhiều khi cái núi đó nó mới nó ít cây cối thường thường ta gọi là núi non nhưng mà lên non mới biết non cao nghĩa là nếu mà các em leo lên tận đỉnh núi thì các em mới biết cái ngọn núi đó nó cao cỡ nào câu thứ hai là nuôi con mới biết công lao mẹ hiền Tức là bây giờ các em còn bé, các em không biết được cái công của bố mẹ, cha mẹ mình nuôi mình như thế nào. Nhưng mà khi các em có con cái rồi, các em sẽ biết rằng à, cái cực nhọc làm sao, khi nào các em cứ nghĩ đi. Ví dụ các em, 9 tháng mẹ cứ mang ở trong bụng, rồi xong ra, ra rồi xong rồi săn sóc các em, rồi ngủ, rồi cho bú, cho ăn, rồi cho các em ngủ, rồi thay tã tức là khi các em còn nhỏ rồi đến khi các em lớn là sao là mong cho các em dạy cho các em tập đi khi các em tập bò tất cả tất cả mọi thứ bố mẹ đều lo lắng đều săn sóc cho các em hết thì các em sẽ thấy rằng ồ oh, các em mới biết rằng công lao như thế nào nha ví dụ như các em đi học bố mẹ cũng phải đưa đón các em tới trường phải không rồi đón về rồi nhiều khi các em học ngoại khóa, các em sinh hoạt như là thể thao, đi bơi tất cả mọi thứ. Rồi nhiều khi à, bố mẹ còn còn đưa đi chơi nữa đâu có phải học không đâu? Rồi còn đi chơi rồi à, đi thăm chỗ này chỗ kia thành thử ra tất cả mọi thứ. Bố mẹ đều lo lắng cha mẹ đều lo lắng cho con cái hết nhưng mà người ta nói khi nào các em lớn các em nhận thấy cái trách nhiệm đó rồi các em phải biết rằng cái công lao của bố mẹ lớn như thế nào thành thử ra bây giờ các em biết rồi thì có thể rằng bây giờ các em nghe cô nói các em không cần các em lớn các em cũng phải biết nha biết rằng công lao khó nhọc của bố mẹ à, nuôi nấng dạy dỗ mình như thế nào nha rồi à, trong cái câu này nói về công lao cha mẹ chúng ta đã học đã học những câu tục ngữ ca dao các em nhớ câu nào nè câu nào nói về công ơn cha mẹ em đã nhớ đúng rồi câu chúng ta đã học là câu gì công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra phải không à, rồi đó là cái câu ca dao của chúng ta hôm nay à, tóm lại chúng ta hôm nay bài học của chúng ta có hai câu tục ngữ và một câu ca dao. Câu tục ngữ miệng ăn núi lở, câu thứ hai là như vịt nghe sấm và câu thứ ba là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Thì các em biết rồi phải không? Câu này hai câu đầu thì nói là chúng ta là phải làm việc, phải biết tự lập. À, ở trong cuộc sống ở trong đời này mỗi người làm một việc chúng ta phải biết việc chúng ta nhận những các sự phục vụ của người khác thì chúng ta cũng phải phải biết phục vụ lại cho mọi người rồi câu thứ hai là như việc nghe sấm là chúng ta phải biết nghe lời cha mẹ cha mẹ nói làm gì thì nhớ làm nha rồi à, câu thứ ba là lên non mới biết non cao nuôi con mới biết công lao mẹ hiền là chúng ta phải biết nhớ ơn công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta. Đó là ba um, câu chúng ta học hôm nay. Rồi bây giờ để thay đổi công khí cũng như là cô nói là ca dao của chúng ta, câu chúng ta sẽ trở thành những bài dân ca hoặc là câu hò. Thì hôm nay câu thập sẽ à, hát cho các em nghe theo một điệu à, dân ca miền Bắc nha hò lơ hò, hò lơ lăng tai nghe tiếng ai đang hò lơ hò lơ hò lơ lên non mới biết non cao Ali à hò lơ nuôi con mới biết Ali à hò lơ công lao mẹ hiền hò lơ Hò lơ lặng tai nghe tiếng ai đang hò lơ hò lơ hò lơ rồi bài tìm hiểu tụng ngữ ca dao của chúng ta hôm nay đã chấm dứt mọi ý kiến đóng góp à, xin gửi về địa chỉ email mà các em thấy trên màn hình đó vn tự lực online a yahoo com thân ái mến chào tất cả các em và hẹn các em lần sau nha Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.